Bên cạnh đó thì xác định mô hình thành công giống như Duy nói thì ở đâu đó nó cũng có cái mô hình thành công hết. Duy thấy mấu chốt lại á, quản lý nước thật là kỹ, cái tỷ lệ làm ao ở trong một cái diện tích thì nó phải giảm xuống để chúng ta có cái diện tích để chúng ta xử lý nước. Nếu mà chúng ta không có diện tích xử lý nước thì không có cái đường nào thành công hết quý chị. Nếu đặc biệt nếu cái vùng nuôi chúng ta mà còn điều kiện tốt. Duy đi các anh chị ở khu vực miền Trung nha, có những đoạn thì người ta không cho lên ao bạc nữa, thì cái quy mô ao bạc nuôi ở trong cái khu vực nó ít, nên đâm ra tỷ lệ nuôi thành công nó khá cao quý anh chị. Thì rõ ràng từ đó chúng ta xác nhận rằng là cái yếu tố môi trường nó rất rất là quan trọng để chúng ta có cái vụ nuôi thành công. Chúng ta nên thiết kế ao và sử dụng cái hệ thống ao lắng đủ lớn để chúng ta chuẩn bị nước cho đầu vào. Cái mô hình này á, là các bạn kỹ thuật Thần Vương trong nhóm ở Sóc Trăng và nhóm khách hàng ở Sóc Trăng đã nuôi rất là thành công ở cái mô hình mà giảm cái tỷ lệ làm ao ở trong cái một cái diện tích, còn dành phần lớn diện tích để xử lý nước. Thì nó là một cái mô hình Duy thấy là tỷ lệ đạt thành công rất là cao. Đặc biệt trong vụ rồi thì vẫn thành công 100% nha. 100 đâu nghĩa là gì? 20 ao thì thành công hết 20 ao. Còn vụ nghịch này là cũng là rất là nhiều thách thức, thì cái vụ nghịch này rõ ràng là với cái hạ tầng, cái diện tích xử lý nước đủ lớn ha, và sử dụng đúng phương pháp thì tỷ lệ thành công nó vẫn vẫn cao. Bên cạnh đó dĩ nhiên là cái thuốc điều trị ban đầu chúng ta xác định rõ cái loại đó còn sử dụng được không nha, chứ không mình sử dụng như cũ thì nó sẽ kháng thuốc thì cũng không được. Cái đó là cái bí quyết có thể dùng từ đầu. Thì bên cạnh đó thì cái giải pháp về microbiome Duy cũng trình bày rất là nhiều lần, thì cũng là một cái thước đo để anh quý anh chị nhìn cho năm 2024 sắp tới. Thì có nghĩa là bằng công cụ gì đó không biết, nhưng mà chúng ta phải đo đếm được cái tải lượng vi vô ở trong đường ruột và trong nước ao nuôi trước khi thả và trong quá trình thả. Tại vì chúng ta không làm kỹ mà chúng ta lạm dụng thuốc điều trị thì ngay cả chúng ta giữ được tôm sau 30 ngày, thì còn lại là ngày tháng thứ hai trở đi thì tôm lại không lớn. Do vậy chúng ta phải vừa kiểm soát dịch bệnh mà vừa duy trì được cái tốc độ tăng trưởng của con tôm thông qua quản lý sức khỏe đường ruột và nước ao nuôi, gọi là microbiome. Thì nói microbiome nó phức tạp là hệ vi sinh có lợi trong đường ruột và trong nước chúng ta phải duy trì. Trong trường hợp nếu quý anh chị nào chưa sử dụng đo đếm thì phải sử dụng để biết hoặc là theo kinh nghiệm. Còn Duy thấy cái đội ngũ các bạn Thần Vương hoặc các khách hàng Thần Vương đã sử dụng rồi thì Duy thấy là mình áp dụng lại thì cũng là cách. Thì cái đây là cái mà mình đánh giá rất là quan trọng nha. Mình có giữ được con tôm sau một tháng nhưng mà tháng thứ hai nó không lớn thì cũng vẫn 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 thiệt hại kinh tế như thường. Thì cái đây là đó là cái công cụ gọi là microbiome quý chị. Tôi cũng rất là thành công ở năm 2022 sau nhiều tháng thử nghiệm và đánh giá và thành công rất là rực rỡ đối với sản phẩm Boss Biotic. Thì nó là một cái công cụ để chúng ta duy trì cái hệ microbiome trong đường ruột giống như bạn tưởng nãy trình bày. Mặc dù điều kiện khó khăn ở ngoài kia, tình trạng kháng thuốc điều trị rất là nhiều. Boss Biotic là một cái công cụ, một trong những công cụ ha mà kiểm soát được hệ vi sinh có lợi trong đường ruột, mà trong trường hợp khu vực trong trường hợp chúng ta nhiễm rất là nhiều mầm bệnh và duy trì thuốc điều trị thì Boss Biotic là một công cụ cực mạnh để duy trì cái microbiome trong sức khỏe đường ruột. Boss Biotic nó sẽ sản sinh ra các enzyme pactosin và các lactic acid để nó hỗ trợ cho hệ vi sinh đường ruột và tiêu hóa thức ăn, sản phẩm có thể đồng hành với thuốc điều trị được và nó tăng cái ảnh hưởng và phát triển và hiệu quả của sản phẩm khác quý chị. Sản phẩm rất là mạnh mẽ. Duy nói nhiều rồi nên Duy nói nhanh cái này. Thì Biomax là một công cụ cho năm 2024 quý chị, là Boss Biotic, tên sản phẩm là Biomax.